Cu Phèo kính chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay Cu Phèo tiếp tục mang đến cho các bạn tập 5 của bộ truyện Thiên Long Tình Sử, tác giả Nguyễn Thị Bích Nga. Bộ truyện viết riêng cho một thế hệ thời Internet mở cửa, và nhất là những game thủ 8X, 9X đời đầu của game Võ Lâm Truyền Kỳ. Vâng, sau đây là tập 5, mời các bạn cùng theo dõi. Luyện công 35 phút nữa, đẳng cấp của Thiên Long lên đến 20. Hoan hô, chàng có thể chia tay hai vị huynh đệ của mình để trở lên núi Võ Đăng xin làm nhiệm vụ đẳng cấp 20 được rồi. Và tất nhiên sau đó, chàng sẽ đi mua một con ngựa màu xám, sẽ hiền ngang, cưỡi ngựa lộc cộc vào trong Hỏa Lăng Động. Bất giác, hai má Thiên Long đỏ bừng. Chàng biết rõ mình muốn gì. Chàng muốn gặp lại muội muội của chàng, cô thiếu nữ xinh đẹp tên Vô Rảnh Nữ. Thiên Long nói với Phong Vân và Độc Giác Vương. Huynh ơi, thôi đệ đi làm nhiệm vụ đẳng cấp 20 đây. Phong Vân trả lời. Ừ, bài đệ nha. Độc Giác Vương nói. Chúc đệ may mắn nha. Phong Vân vòng thêm một câu. Nếu có ai ăn hiếp đệ, cứ nhắn tin cho huynh nha, đừng ngại. Thiên Long chắp tay từ biệt họ. Đa tạ, cảm ơn hai huynh nhiều. Vốn còn non nớt trên chốn giang hồ, Thiên Long không nghĩ đến chuyện mua vài lá bùa thổ địa phủ cất dành trong dương hành lý, nên chàng phải chạy tới điểm tận cùng của mê cung. Tại đây có một bệ đá cẩm thạch hình bát quái. Chàng nhảy lên đó, và chỉ trong nháy mắt, chàng thấy mình đang đứng bên cạnh thị đồng Thanh Phong. Rồi trước sự kinh ngạc của Thiên Long, cơn mưa rào đột ngột rơi xuống. Ồ, trời mưa kìa kìa, cơn mưa cuối mùa thu trắng. Những giọt mưa rào rào rơi xuống, làm ướt đẫm vai áo của Thiên Long, mang đến cho chàng một cảm giác mát lạnh. Lòng bâng khuâng, chàng băng qua màn mưa trắng xóa, cuồng chân phóng như bay vào bên trong thành Võ Đăng. Trong đầu chàng giờ đây chỉ còn nghĩ đến nụ cười quyến rũ của giai nhân mà thôi. Trong khi Thiên Long mải mê mơ màng đến người đẹp Vô Rảnh Nữ, thì nàng ta đang vô tư luyện công cùng huynh Bình An Vương trong Hỏa Lăng Động. Bình An Vương là một kiếm khách trạc tuổi 25, có ngoại hình rất dễ nhìn với phong cách nghệ sĩ, đôi mắt đa tình và nụ cười hết sức lôi cuốn. Dù đã trở thành đạo sĩ thối, bản chất đào hoa của Bình An Vương hình như không những bớt đi mà còn lại tăng thêm. Chàng đi đâu cũng có một vài thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp theo sau. Chẳng Nga Mi thì cũng Cồn Lồn, chàng Võ Đăng thì cũng Thúy Yên. Hầu như không lúc nào chàng đi luyện công một mình. Mặc dù chàng có muốn thật lòng ở một mình đi chẳng nữa thì cũng chẳng được. Lúc này bên cạnh chàng Bình An Vương có hai thiếu nữ cùng chung môn phái là Vô Danh Nữ và Bin Bin Sang Hồ. Ba người vào trong một nhóm và đang mải mê giết những con sói hoang trong hàng động. Sói hoang ở đây rất dữ, chúng có đủ 3 chủng loại là sói xanh, sói xám và sói đỏ. Chúng có thể súng lại tấn công một vị hiệp khách đi riêng lẻ, và nếu vị hiệp khách này không có đủ sức mạnh để chống cự, chúng có thể xé xác chàng ta như chơi. Bên trong hang động, khung cảnh không tối tăm mù mờ, đầy ghê rợn như người đời thường nghĩ, mà nó rất thoáng đãng và sáng sủa. Ban ngày, ánh nắng rực rỡ của mặt trời từ trên cao rọi xuống qua những lỗ thông khí to tướng
Còn ban đêm, trong lòng hang cũng không hề thiếu ánh sáng, vì đã có triều đình Trung Nguyên đỏ. Bởi thế mới có chuyện nhiều vị hiệp khách giang hồ mệt mài luyện công hết ngày này sang ngày khác, cho đến khi chàng ta kiệt sức và gục ngã trong bệnh viện thì mới chịu thôi. Sau khi giết xong một con sói xanh, Bình An Vương nhanh tay lượm chiếc áo Bích Hà Đạo Y 4 cấp lên xem, rồi quay sang nói với Vô Danh Nữ: "Muội đẳng cấp mấy rồi?" Vô Danh Nữ dịu dàng trả lời: "Muội sắp lên đẳng cấp 20 rồi nè huynh." Bình An Vương đưa chiếc áo cho nàng: "Vậy muội lấy chiếc áo này mặc đi, cộng thêm 32 sinh lực đó." Vô Danh Nữ nhẹ tay đỡ lấy chiếc áo đạo y màu xanh biếc, được giật bằng loại tơ tằm quý hiếm, rất bền, rất chắc và rất đẹp. Nàng lên tiếng thỏ thẻ cảm ơn, rồi nép vào sau một vách hang đá để thay áo. Thấy vậy, Bình Bình giang hồ khẽ liếc mắt nhìn sang Bình An Vương. Giọng nói của nàng không được vui lắm: "Huynh này không công bằng nha, chỉ tặng áo cho một người thôi hả?" Bình An Vương nháy mắt với Bình Bình giang hồ, cười hì hì: "Muội đẳng cấp cao hơn người ta mà, thôi để huynh tìm chiếc áo khác xịn hơn tặng muội, đồng ý nha." Bình Bình giang hồ mỉm cười hài lòng: "Huynh nhớ nha, đã hứa thì phải giữ lời đó nha." Bình An Vương ươm trong cổ họng, vì ánh mắt chàng đang quét về phía vách đá, nơi Vô Danh Nữ vừa xuất hiện trong chiếc áo đạo y mới toanh. Chà, dưới sắc màu xanh biếc của da trời, trông nàng thật thanh mảnh và duyên dáng hơn bao giờ hết. Dáng đi của nàng trở nên yểu điệu thục nữ hẳn, khác với những lúc nàng ta ra tay quyết liệt, phóng từng luồng trưởng lực mạnh mẽ, giết chết lũ sói hoàng. Bụng vẫn còn muốn đứng ngắm nhan sắc của Vô Danh Nữ thêm một lúc nữa, nhưng sợ Bình Bình giang hồ giận dỗi, nên Bình An Vương đành phải nói to: "Thôi được rồi, huynh thấy muội đẹp rồi, chúng ta luyện công tiếp đi." Nhóm ba người tiếp tục kéo nhau đi. Bình An Vương không theo phái khí tông như đa số các đạo sĩ khác, mà chẳng theo phái kiếm tông. Thanh kiếm trên tay chàng tương đối đắt tiền, và chàng thường tuyên bố với đồng đạo rằng chàng quý thanh kiếm hơn quý người yêu. Tuy lời tuyên bố trên chưa được ai kiểm chứng thực hư, những người quen biết đều tin lời chàng, bởi mỗi khi có tiền dùng dịnh là Bình An Vương lại đi đến các thành phố lớn để lùng sục và tậu một thanh kiếm đắt tiền khác. Đánh hết mà nà, Bình Bình giang hồ nhảy xuống khỏi lưng ngựa, rồi thiền vài phút để nghỉ xả hơi và phục hồi sinh lực lẫn nội lực. Nàng nhìn chung quanh, rồi cất giọng nói bâng quơ: "Hôm nay trong động này vắng vẻ quá huynh ha." Bình An Vương mỉm cười trả lời: "Ừ, cơn mưa cuối tháng 8 làm cao thủ võ lâm lười biếng đi ra khỏi nhà." Vô Danh Nữ buồn miệng nên cũng góp chuyện: "Vậy chứ tiệm internet ở chỗ muội đang đồng quá trời này." Bình An Vương cười hì hì: "Tiệm internet ở chỗ huynh vắng tèo vắng ngắt, cả gian phòng rộng nhưng chỉ có mình huynh ngồi chơi thôi." Hai cô gái nghe nói vậy cũng cất tiếng cười rúc rích. Giọng cười trong trẻo của hai nàng thật dễ thương và đáng yêu. Chợt Bình An Vương suỵt suỵt vài tiếng, ra hiệu cho hai nàng im lặng lại: "Nghe này, hình như có tiếng ai đó đang kêu cứu, tụi mình tới chỗ kia coi thử đi hai muội." Bình Bình giang hồ đứng bật ngay dậy, nhóm ba người nhanh chóng kéo đi, vòng sang vách núi bên kia, và nhìn thấy một cảnh tượng rất thường tầm. Hai con sói xanh đang tấn công một nữ hiệp che trẻ có tên là Ảo Mộng. Nàng chống cự không nổi, chân cứ lùi dần, và đang bị dồn vào một góc hang vắng vẻ. Nàng vừa khóc lóc vừa kêu cứu. Không chần chừ, vụt một cái, Bình An Vương phi thân đến ngay, miệng chàng thét to: "Muội tránh ra đi, để hai con sói đó cho huynh."
thanh kiếm trong tay chàng vụt lên, tấn công lũ sói nhanh như tỉa chớp. Nhiều luồng ánh sáng xanh bắn ra khắp bốn chung quanh, tạo nên một khung cảnh lung linh, sống động và tuyệt đẹp. Ảo Mộng cố gắng né người sang một bên, nhưng rồi nàng ngồi thụp xuống đất vì quá kiệt sức. Thấy vậy, Bình Bình Giang Hồ và Vô Danh Nữ cũng chạy tới đỡ nàng lên, dìu nàng sang chỗ khác an toàn hơn. Giết xong hai con sói hung dữ, Bình An Vương quay sang nói với Ảo Mộng: "Vào nhóm huynh đi muội, trong hang này luyện công riêng lẻ một mình là không tốt đâu." Ảo Mộng lễ phép trả lời: "Dạ thôi, muội không vê tê với huynh đâu." Bình An Vương ngạc nhiên: "Ủa sao vậy? Thì cứ vào nhóm đi mà." Ảo Mộng ngần ngại, sau đó rồi mới dạ lên một tiếng nhỏ. Thế là giờ đây, nhóm của Bình An Vương có 4 người, một nam ba nữ, và họ kéo nhau đi tìm những con sói hung ác nhất để tiêu diệt bọn chúng. Thỉnh thoảng Bình An Vương liếc mắt nhìn ba thiếu nữ xinh đẹp, so sánh nàng này với nàng kia, trong lòng chàng chắc khoái chí lắm hay sao mà chàng cứ mỉm cười chỉ hoài. Có lúc chàng lại cất tiếng hát nghiêu ngao, đó là một bài hát vàng vọt nói về nỗi nhớ của chàng trai si tình trong cơn mưa chiều. Bình Bình Giang Hồ và Vô Danh Nữ vừa nghe chàng hát vừa mỉm cười hi hi. Riêng Ảo Mộng vẫn giữ một mực im lặng, không nói năng gì hết. Khoảng 10 phút sau, Ảo Mộng bất ngờ bị một con sói đỏ chồm tới, cắn trộm nàng vài nhát, khiến nàng chảy máu gần hết. Kinh hoàng quá, Ảo Mộng không còn muốn tiếp tục luyện công trong hang động chết người này nữa. Nàng vội mở bản đồ lên để tìm xem cửa hang động hỏa lang nằm ở đâu. Tìm thấy cửa hang, nàng cất tấm bản đồ vào ống tay áo và bỏ chạy ra ngoài một mạch. Hú hồn hú vía, suýt chút nữa nàng bị con sói dữ cắn chết, phải về thành dưỡng sức rồi. Ảo Mộng tìm một khoảng đất trống, ngồi xuống nhắm mắt lại thiền trong giây lát để hồi phục sinh lực lẫn nội lực. Bên tai nàng, tiếng chim rừng hót ríu rít nghe cũng vui vui. Nàng mở mắt ra, theo dõi những con chim nhỏ bé đang nhảy nhót trên cành cây, rồi chúng mùi huýt sáo theo điệu nhạc líu lo. Tự nhiên nàng mỉm cười một mình. Khi cảm thấy khỏe khoắn hơn, Ảo Mộng đứng lên và bắt đầu luyện công tiếp. Lần này nàng chỉ tìm giết lũ nhím hoàng, đám kim miêu và bọn heo rừng thôi, đánh vậy cho chắc ăn. Đang mải mê tung trưởng giết bầy thú hoàng, bỗng nhiên Ảo Mộng giật mình vì một bóng áo xanh đạo sĩ đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, rồi giọng nói trầm ấm nghe quen quen vang lên: "Sao muội không vào trong hang động mà lại luyện công ở đây vậy?" Ảo Mộng chớp mắt cắn môi, rồi cô nén nụ cười tủm tỉm khi nhìn thấy Bình An Vương. "Dạ, muội sợ mấy con sói ở trong hang lắm, tụi nó hung dữ quá à." Trái tim của Bình An Vương chợt mềm lại khi nghe Ảo Mộng nói câu này. "Dạ, muội sợ sói lắm." Đúng là con gái, thật yếu đuối, gặp cái gì cũng sợ. Thế nên chàng quên khuấy ý định về Biện Kinh phủ của mình, chỉ muốn ở lại đây luyện công với nàng, và chỉ muốn bảo vệ nàng mãi mãi. Chàng dịu dàng nói với Ảo Mộng: "Đừng sợ nữa ha, có huynh đây rồi, huynh sẽ bảo vệ cho muội." Ảo Mộng ngước đôi mắt đen lay láy nhìn Bình An Vương, chàng cũng nhìn đáp lại. Bốn mắt chạm nhau như xẹt ra một tia lửa sáng chói. Bỗng dưng tâm hồn nàng rung động một cách kỳ lạ. Mới gặp gỡ Bình An Vương chẳng được bao lâu, nhưng Ảo Mộng tưởng như mình đã quen chàng từ lâu lắm rồi. Chắc có lẽ nàng đã quen chàng từ muôn kiếp trước. Hai bàn tay nàng run nhẹ nhẹ khi Bình An Vương bước đến gần, và nàng sức chảy nước mắt vì cảm động khi chàng ân cần gỡ một chiếc lá vàng khô vướng trên vai áo của nàng. Than ôi,
A Mộng biết tiếng sắt ái tình đã giáng xuống trái tim của nàng rồi. Nàng biết từ nay, nàng chỉ yêu có Bình An Vương thôi. Và tình yêu cháy bỏng trong lòng nàng chỉ dành riêng cho mỗi một mình chàng thôi. Hai người đang yêu cùng đắm chìm trong cõi tình hư ảo mà họ vừa tìm thấy. Mắt họ dường như không rời nhau, nụ cười trên môi họ dường như không hề tắt. Xung quanh họ dường như chẳng còn ai. Họ cứ đắm đuối nhìn nhau mãi và tủm tỉm cười với nhau mãi. Họ nắm tay nhau đi lang thang trong thế giới riêng biệt của mình. Có lúc họ dừng chân bên một thân cây nhỏ cùng các tên Bình An Vương và Ảo Mộng lên trên đó. Có lúc họ phóng ngựa đến cây cầu tre lắc lẻo, rồi xuống ngựa đi bộ đến giữa cầu và ngồi xếp bằng đối diện với nhau. Họ trao cho nhau những câu tỏ tình lãng mạn, những lời thì thầm yêu thương mà họ có thể nghĩ ra. Thậm chí họ thề thốt với nhau bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh mà họ không hề hay biết. Bình An Vương nói: "Thank God that I have you." Cảm ơn trời Phật đã cho anh có em. Thì Ảo Mộng đáp lại: "Thank God for giving you to me." Cảm ơn trời Phật đã ban anh cho em. Bình An Vương nói: "Huynh cầu mong chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau." Thì Ảo Mộng đáp lại: "Mỗi ao ước hai chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau." Vân vân và vân vân. Cứ thế, Bình An Vương và Ảo Mộng say sưa sống trong cõi riêng của hai người. Được khoảng vài tiếng đồng hồ thì có kẻ thứ ba đến phá đám. Đó là ẩn danh cư sĩ, là một chàng trai khoảng 25 tuổi, khá vui tính, thích nói đùa hoặc phát trò cho người khác cười. Tuy vậy, chàng ta cũng tỏ ra hết sức tế nhị khi biết Bình An Vương và Ảo Mộng đã kết mối đen nhau rồi. Vâng, trên đây các bạn vừa đến với tập 5 của bộ truyện Thiên Long Tỉnh Sử, được thể hiện qua giọng đọc của anh Cái Vang Cù Phèo. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.